Sáng ngày 14 tháng 9, huyện Đoàn Hòa Thành tổ chức tọa đàm xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới và tuyên dương gương thanh niên tình nguyện năm 2019. Tại buổi tọa đàm, đoàn viên thanh niên và học sinh được trao đổi chia sẻ một số nội dung trọng tâm về cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, trong đó tập trung phân tích ý nghĩa của việc xây dựng hình mẫu người thanh niên có tâm trong trí sáng hoài bão lớn và xem video clip giới thiệu những tấm gương thanh niên tiêu biểu, những mô hình hay hiệu quả của thanh niên để các bạn học tập và rèn luyện. Ngoài ra, chi đoàn trường Trung học phổ thông Lý Tường Kiệt và chi đoàn ấp Long Tân xã Long Thành Bắc đã tham gia các tham luận về triển khai thực hiện các nội dung cuộc vận động. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện và huyện Đoàn Hòa Thành tuyên dương 5 tập thể 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch hè năm 2019.